chọn Lô Phú Khang, số 9 Trần Nguyễn Hoàng Long. Và như vậy tỷ số là 1-0. Còn chưa kịp giới thiệu xong giới sẽ đăng ký thi đấu thì tỷ số đã được mở. 1-0 dành cho Võ Văn Tần 1. Những ngàn phần nào đó rồi, chúng ta xem là bàn thắng và tỷ số của số 7 Bùi Quốc Sang. Hai thầy Quốc Duy và Quốc Hoàng đều phải chú ý, và như vậy tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho Võ Văn Tần 1. Đó là cú đúp của Bùi Quốc. Cậu trẻ này đang có mưu đồ đùa vua phá lưới hay gì đấy. Một nhịp chạm cực kỳ tinh tế. Hướng tin để chuyển tốt của Hữu Tiến được phía trên. Tình huống dứt điểm chân trái không vào. 2. Sút xa không vào. Quốc Sơn bóng về chân của cao thủ trường Trần Văn Quang. Chưa có cơ hội dứt điểm. Quốc Sơn một lần nữa lại là Quốc Sơn. Dứt điểm. Bắt đầu. 3-0 cho trường Võ Văn Tần. Bàn thắng của Bảo Khang cho thầy trò huấn luyện viên Đoàn Quốc Duy. Bùi Quốc Sang là người đã đóng công ở trong cả 3 bàn thắng của trường. Áp sát. Đội truyền. Cơ được dứt điểm, hơi nhẹ. Đội được xử lý. Đội dứt điểm chân trái. Gặp mà hẹn đi rất nhiều rồi, đã ra phút thứ thắng. Phúc Huy. Có thể xuất xa ngay, che bóng. Đội hiệp 2. Đây, đội bóng của chúng ta sẽ thay đổi sân cho nhau. Trường Trung học cơ sở Võ Văn Tần sẽ bảo vệ phần sân phía bên trái. Và trường Trung học cơ sở Trần Văn Quang sẽ bảo vệ phần sân đối hạng lên U15. Ta sẽ xem các đôi không vào. Rất đáng tiếc dành cho Quốc Thắng. Lại là cơ hội dành cho Quốc Thắng. Chút xa vẫn vào. Là cao thủ đỏ dứt điểm 5-0 cho Võ Văn Tần 1. Cú đúp này là của số 5 Gia Bảo. Các bạn chúng ta xem lại bàn thắng về tỷ số lên 5-0 của Gia Bảo. Hữu Tiến đội chuyền. Đôi dứt điểm đi, cơ bóng. Đáng tiếc quá. Cũng không bỏ cuộc. Bỏ qua vấn đề về mặt tỷ số thì chúng ta có thể thấy cao thủ Trần Văn Quang là thi đấu. Đến vì chúng ta đợi xem Phước Thắng liệu có giành chiến thắng hay không. Phước Thắng, dứt điểm, cơ bóng. Các bạn chúng ta xem ơi, quả đá vào đền hóng ngang này của Phước Thắng. Những bài học. Đôi, 3-1. Không sao cả, không sao cả. Bóng đồ của Phước Thắng, Phước Thắng, chân trái. Phước Thắng. Phước Thắng đã thuận cả chân trái của Trần Văn Quang. Bán chuyên hoặc là chuyên nghiệp. Phước Thắng chân trái. Chúng ta sẽ còn thấy các chân sút cũng như là các tài năng trẻ của thầy Bùi Quốc Duy. Còn xin cảm ơn các